Chúa Nhật thứ hai thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 1 câu 29 đến câu 34. Đây là chiên Thiên Chúa đứng xóa bỏ tội trần gian. Suy niệm và cầu nguyện. Bài tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm chiên Thiên Chúa mà Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu, đứng xóa tội trần gian. Hình ảnh chiên xóa tội được ghi lại trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa đưa Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Trong đêm vượt qua xưa, con chiên chịu xác tế, thịt làm của ăn và máu nên dấu hiệu cứu dân Israel. Nay trong đêm vượt qua, thịt máu Chúa Giêsu cũng trở nên của ăn, nên lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta và rửa sạch chúng ta hết mọi tội khiên. Chúng ta ý thức tình yêu con Thiên Chúa xuống thế làm người, xóa bỏ tội lỗi trần gian và cứu độ chúng ta. Con Thiên Chúa hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc con người khỏi tội và biến chúng ta thành nghĩa tử của Cha trên trời. Chúng ta tạ ơn Chúa và đáp trả tình yêu của Ngài bằng thái độ sống của chúng ta, nhất là khi tham dự thánh lễ. Vì thánh lễ luôn là cuộc hiến tế của con chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, thương xót và ban bình an đích thực cho chúng ta. Nơi bàn tiệc thánh thể, chúng ta có nguồn sức sống là của ăn thịt máu con chiên. Con Thiên Chúa hiến mình vì ta. Chúng ta cầu xin tình yêu Thiên Chúa bao phủ cuộc đời chúng ta, cho chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong bí tích thánh thể và năng chạy đến với Ngài, lặng ngắm, yêu mến và sống xứng đáng với tâm tình chúc tụng tạ ơn. Lạy chiên Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con. Lạy chiên Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian xin ban bình an cho chúng con.